Dạ con xin kính đảnh lễ sư, xin sư vui lòng hoan hỷ. Đã vui lòng còn hoan hỷ chi nữa à. Dạ đáp cho con với ạ, có vị thầy Nam Tông giảng giải rằng hành thiền khi mới tu sẽ có hiện tượng lạ do chỗ nghiệp. Ví dụ bám tâm liên tục vào hơi thở được một lúc, định tâm bắt đầu xuất hiện nhưng chưa vững chắc, chưa thích nghi với tứ đại đất nước gió lửa, nên thân trên thân nên các đặc tính của tứ đại nặng nhẹ chuyển động nóng lạnh bắt đầu nổi trội. Đây là cơ hội để các ác nghiệp cũ trong quá khứ bắt đầu trổ ra, tạo nên các hiện tượng lạ như nghiêng ngã, rung lắc, co giật, quay gặp người ra sau hay trước. Vậy theo sư thì vị ấy nói đúng hay chưa đúng? Nếu đúng thì điều này có nằm trong các bài kinh của Đức Phật dạy hay không? Thành kính mong sư giải đáp. Kinh nghiệm thực hành và hướng dẫn thiền tập thì sư có một lời giải thích nó khác với vị này, là cái hiện tượng, những hiện tượng mà vị này nói đó, tức là cái chuyện là nghiêng ngã, rung lắc, co giật, quay gặp người á, mà dùng cái từ là không kiểm soát hoặc là nó trở nên trầm trọng, đó là do phương pháp thực hành của vị đó quá chú trọng vào cảm thọ, khiến cho cảm thọ của vị ấy bị phóng đại lên rất nhiều lần. Hãy để ý phương pháp tu tập của vị đó có phải như vậy hay không. Nếu như phương pháp tu tập của vị đó đúng là việc khiến cho cái cảm thọ nó phóng đại lên nhiều lần, thì đương nhiên nó sẽ thể hiện ra các cái triệu chứng, đó là nghiêng ngã, rung lắc, co giật, quay gặp người ra sau hay ra trước. Và đó là do việc thực hành của anh đã làm cho cái thọ nó bị nổi trội, nó bị over, chứ nó không phải là do nghiệp. Nó cũng giống như bây giờ mình cầm một cái cây sắt, mình chọt vô trong cái tay của mình rồi mình cảm thấy đau, thì cái đau đó là do mình cầm cây sắt mình chọt vô, chứ không phải là do nghiệp. Thành ra đừng đổ thừa cho nghiệp nha. Còn cái việc này nè, là có thể là do cái có cái sự trổ nghiệp. Thì cái việc trổ nghiệp á, thì sư đã có giải thích trong video rồi, thì quý vị có thể tìm trong danh trong cái video của sư trổ nghiệp. Đây nè, cái video là nghiệp trổ, nghiệp trổ, quý vị xem ở trong YouTube ha, gõ nghiệp trổ sư Hạnh Tuệ là nó sẽ ra ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.